Mời bạn Nam. Ngồi đi em. Rồi, hai bạn bắt đầu giới thiệu về mình. Mời bạn nữ, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh. Chào anh hàng xóm kế bên. Và toàn thể quý vị khán giả. Người ta có câu là trúc xinh, trúc mọc đầu đình. Em xinh, em đứng, vũng xinh, vẫn xinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Ly. Và em đến từ thành phố biển Vũng Tàu. Em 25 tuổi. Em đang sinh sống và công tác thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên hành chính và lễ tân. Rồi, em trai. Em kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào các quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tự giới thiệu, em tên là Trần Nguyên Gia Long, 30 tuổi. Trần Nguyên Gia Long, tên dữ ha, 30 tuổi. Quê ở đâu? Dạ, quê em ở Phú Yên. Vào đây lâu chưa và đang làm công việc gì? Em vào đây là hơn 10 năm rồi. Và hiện tại em làm nhân viên phòng đào tạo tại công ty vận tải và nhà nghề Phương Nam. Đào tạo gì? Đào tạo về lái xe. Lái xe hả? Dạ vâng. À, đào tạo là lái xe, dạy lái xe. Dạ. Bình tĩnh, thoải mái lên nào. Hình như là hơi hồi hộp á. Nghe cà giật vậy. Em căng thẳng lắm đúng không? Hít thở sâu vô bạn. Trời ơi, lái xe mà căng thẳng như này chắc. Lái xe em không căng thẳng, em tự tin lắm. Rồi sao ngồi đây tôi căng thẳng, coi như em lái xe đi, em cứ ngồi em về hoài đi. Thôi giờ hát bài cho nó thoải mái nè ha. Vỗ tay khích lệ bạn trai đi. Rồi. Bây giờ em có chuẩn bị một ca khúc, một khúc bài Ánh Nắng của anh. Rồi, làm rồi. Luôn. Bắt đầu, mặt trời lên. Sẽ luôn được gần bên em, sẽ luôn là bàn tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng dòng tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn. Luôn gì? Vì luôn gì? Tiếp luôn. Vì em luôn, luôn gì? Đẹp nhất. Tiếp luôn. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là ánh nắng trong tim anh không xa rời. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trời ơi, sao khúc đầu giọng trầm ấm ngon lắm mà sao đoạn cuối giật giật luôn vậy? Ta rung cái luôn gì anh luôn luôn luôn. Trời, không biết làm cái gì luôn. Rồi bên đây gái, hát bài coi. Đáp lại tấm lòng của anh hàng xóm, em cũng xin trình bày ca khúc là Có Em Chờ. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Em thích nghe khúc này nè. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuối không ngờ. Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chưa? Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Wow. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Bên kia đang còn rung, mình nói trước luôn đi. Dạ về ưu điểm á thì thứ nhất là em rất là vui vẻ, hoạt bát, em có khả năng là tán dóc sinh địa. Rồi gì nữa? Bên cạnh đó thì em có khả năng là chơi thể thao hoặc là ca hát. Em có thể làm đồ handmade. Làm đồ handmade? Dạ. Còn khuyết điểm? Thứ nhất á là em hay quên, não cá vàng. Nhưng mà những cái thứ mà đặc biệt quan trọng của em thì em sẽ ghi nhớ rất là lâu. Rồi nhớ tên bạn nam không? Gia Long. Vậy là ngon lành, nãy giờ đâu có quên. Bạn đâu quan trọng. Quan trọng. Dạ. Rồi bạn trai hết rung chưa? Dạ hết rồi chị. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em là năng động, chăm chỉ làm việc, hòa đồng vui vẻ, có tính cầu tiến, ham hỏi. Về nhược điểm của em là nghe mọi người nhận xét của em là nói chuyện hơi vô duyên một tí. Đâu có vô duyên đâu, dễ thương dạ. Mà. Và nhược điểm nữa là em giữ tiền còn hơi kém. Ô cái đó dễ, phụ nữ giữ tiền hay lắm em. Đúng rồi, em học tài chính mà. Tiền cứ để em giữ đi không sao. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình nói chút xíu về tình trường đi. Em mấy mối tình rồi em trai? Ra trường tới giờ là em 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ, mối tình gần nhất ở đây là cách đây hơn 1 năm. Em quen mấy năm? Hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì do lúc đó là hai người chưa có hợp nhau. Tính em mà đi làm là ngành tà tỏi xe em đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Dạ. Rồi bên đây em tình trường mình như thế nào? Trước đây thì đi học quá thì em lo học. Sau đó thì em ra trường thì em lo em đi làm. Nên là em quên yêu luôn. Quên yêu luôn là, dạ. Cho nên là giờ 25 cái xuân xanh rồi mà không có một mối tình bắt ngang vai. Ồ. Thời buổi này mà nghe chữ quên yêu ha, nghe là lạ.
Ráng nhớ yêu nha em. Em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Thì về ngoại hình thì nếu mà được thì bạn đó cao khoảng 1m7 trở lên. Em có ấn tượng tốt với những bạn mà tròn tròn một xíu. Tại những bạn đó nhìn thì có vẻ là tốt bụng, dễ thương và hài hước. Về tính cách thì đàn ông đích thực như X-Men, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu như Rodenso. Trời đất ơi, gì mà quảng cáo gì tùm lum vậy? Và là một phần tất yếu cuộc sống như La Vi. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Có 3 điều ạ. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là lẻo mép, thứ ba là keyboard. Bạn trai có dính cái nào trong 3 cái đó không? Dạ không có chị. Rồi, được. Mẫu người bạn gái của em muốn tìm là như thế nào? Mẫu người bạn gái của em là biết lễ phép, sống tình cảm. Tiếp theo là bạn gái và biết nấu ăn. Biết nấu ăn? Dạ. Em gái biết nấu ăn không em gái? Dạ, món nào em cũng nấu được nhưng mà cùng một công thức thôi. Rồi, có gì nữa em? Phải chung là chân thành. Chân thành? Chân thành mối quan hệ. Nói nghe nè, mình cao được 1m7 không? Dạ, 1m65 thôi chị. 1m65 được nghe, bớt 5 thôi. Dạ, cũng được chị. Cũng được. Thấp chút chút cũng được. Hơi miễn cưỡng. Thì em không đi giúp guốc, em đi giúp bệnh. À, em thử hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Cao, thấp, mập, ốm? Chắc cao. Cao, chắc cao hơn em luôn á. Nếu cao hơn em thì có sao không? Không sao, một phụ nữ cao là càng tốt. Nếu mà đám cưới xong là về là mình bạn gái có làm dâu không? Tính của em là thích đây đi đây đi đó, mà lập nghiệp thì chắc lập nghiệp tại thành phố. Còn mà làm dâu thì tùy thôi, chúng em không có quan trọng cái đó. Gia đình em cũng chưa quan trọng cái đó. Hay vẫn chưa được tự tin lắm á, anh Linh bơm cho miếng máu đi chứ. Rung chưa tự thôi. Tin. Đây là bản lĩnh lắm á. Thôi bây giờ em muốn người con gái là chân thành ha. Chiều cao là chắc cao hơn đó, thì coi cao cỡ nào. Hello. Em chào anh. Chào. Cao mét mấy em? Dạ là mét 63 ạ. 63? Dạ. 65 được rồi. Bây giờ em ghét nhất gì cái tật xấu người đàn ông? Ghét bạn đó là cờ bạc. Cờ bạc có không? Dạ không chị. Không có. Gái gú. Gái gú có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ có hút thuốc không anh? Không em. À vậy được rồi. Chọc trai ở đây tốt. Sao chuẩn quá vậy, cái gì cũng không hết trơn vậy? Trời ơi. Nè, con trai không à, gờ bạc, rượu chè, không mê gái, không thích con gái, không yêu con gái. Thích gái đó. Thích. Thí dụ như là anh chịu rồi, chừng nào em cho anh cưới? Dạ nếu mà chịu thì tìm hiểu nhau, nếu mà hợp thì có thể 1 năm nữa. 1 năm nữa ha? Dạ. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè, mình hỏi thêm ý kiến người thân. Dạ hôm nay em đi với chị gái của em và các bạn trong hội FA lâu năm. Rồi, cho chị gặp chị gái của em nè. Rồi, chào em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và tất cả các khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em là chị của bé Ly. Thì bé Ly là một người rất là hòa đồng, dễ mến, tính cách thì hoạt bát, nhưng mà thực ra thì cũng khá là nội tâm. Cho nên là thông qua chương trình này, em rất muốn là sẽ tìm được cho bé Ly một người có thể quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu. Và nếu mà hơn nữa thì có thể tiến tới hôn nhân sớm thì cũng tốt, gia đình cũng rất là mong. Em thấy nãy giờ em rể tương lai của em thấy có hợp tính cách của em gái không? Bạn nam bên này chắc là rung quá nên có vẻ là hơi nhút nhát một chút thôi. Nhưng mà khi mà quen rồi thì chắc là không thành vấn đề gì cả. Bạn nam thì ngoại hình khá ổn. Hôm nay gặp nhau là đã là có cái duyên rồi. Còn có cái nợ hay không thì tùy thuộc vào quyết định của hai bạn. Rồi, còn em trai đi với ai? Lúc đầu em đăng ký là có đi với sếp em với bạn của em. Thì bây giờ sếp em đang đi công tác chưa về kịp. Nên là bạn thân em đi dùng với em. Chào bạn. Mình nhận xét như thế em, nào? Em tên là Hoàng, là bạn học từ thời ôn đại học với Lâm. Lâm là người bạn chất phác thật thà. Nói chung là lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè. Thì em thấy là bạn nữ bên này thì rất là hoạt bát, vui vẻ, có kiến thức tài chính rồi biết nấu ăn nữa. Bổ sung cho nhau thì em thấy là rất là hoàn hảo, rất là hợp. Rồi, cảm ơn em. Hai bên chuẩn bị gặp mặt nha. Ha, bây giờ mình kéo hàng rào ra nha. Cho hai em gặp mặt. Mở rào. Em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn anh nha. Anh mở ra xem. Em tặng anh chiếc đồng hồ. Thì đồng hồ thì mình có thể điều chỉnh được thời gian. Nếu mà mình có thể dành thời gian cho nhau thì mình có thể hẹn giờ, hoặc là mỗi buổi sáng khi mà anh nó báo thức anh tỉnh dậy thì anh có thể là nhớ tới em. Hay quá. Rồi, chúng ta có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu.
Ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp em là gì? Tóc em dài, dễ thương, trắng. Em nhận thức gì về anh? À thì em thấy anh nhìn rất là thật thà, chất phác. Nhìn cũng giống anh Quỳnh Linh. Nói nghe nè, thấy bạn nam không? Dạ thấy. Bạn nữ có gu thời trang rất ổn định, có thể tư vấn thời trang được cho người khác, mang kiến vô nhìn cho rõ. Dạ cảm ơn chị. Style bạn trai ăn mặc như vậy được không? Cần chỉnh sửa cái gì không? À, đem kính vô thì nhìn rõ hơn. Đó, nãy giờ tôi biết mà tôi đeo trong cái tôi muốn xỉu luôn là biết rồi, bên đó không thấy được rồi. Bạn trai mặc như vậy thì cũng được rồi. Dạ, nói chung là lịch sự là được. Đơn giản thôi em. Gu của anh cũng giống vậy đó. Quần jean áo buôn đơn giản, quan trọng cái tâm hồn mình, cái cách đối xử, nhân xử thế của mình. Chứ không phải là ăn thua nhau hơn cái bộ đồ đâu. Đồ đẹp nhưng người không đẹp cũng như không. Dạ đúng rồi. Anh có sở thích là gì? Khi thời gian rảnh anh làm gì? Thích của anh là chơi thể thao. À em cũng thích chơi thể thao. Thể thao giống anh dạ. Luôn. Thích đi đây đi đó. Em cũng thích đi du lịch. Anh... Trời giống nhau dữ vậy. Nếu mà quận 10 hoặc quận 7 thì một tuần thăm em mấy lần được? Nếu mà ngày đó anh nghỉ hay là tuần đó anh rảnh rồi chắc anh qua em suốt á. Vậy là nếu mà không rảnh là không qua à? Thường tối là anh rảnh, buổi tối chắc rảnh thời gian chắc ok nhất. Bây giờ nè cho hai bạn đứng lên cho bạn gái bạn đo chiều cao một chút. Bạn coi thấy xứng không? Hai bạn nắm tay nhau một cái đi. Tự tin lên, xoay vô nhìn nhau. Nói mỗi người một câu thôi. Nói cái gì mà mình đang nghĩ hiện tại đây nè, mình đang có rung động gì không? Mình nói với bạn gái. Hôm nay mà đứng chân trên này là có rất nhiều ý nghĩa. Nếu mà mình có cơ hội cho nhau thì mình cho tìm hiểu nhau, và nếu mà hợp nhau thì đến được với nhau. Rồi, về vị trí. Rồi. Chúng ta sẽ tiến tới bấm nút. Cái khâu cuối cùng là có bấm nút hay không? Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn phải bấm nút bằng cả con tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời. Em bấm mà nó không có ăn anh ơi. Em cũng bấm mà, em cũng bấm mà anh. Thầy đã rung rồi mà em còn làm cú đó, thầy rung quá. Bấm nhẹ quá đó. Bên đây bấm quyết liệt, bên đây bấm. Rồi nắm tay thấy sao? Ấm. Ấm. Dạ. Bây giờ hung luôn đi. Cho anh hung em. Nói đâu ạ? Thì nó phụ. Rồi, có, trước đây chứ, em rồi. Rồi, ok. Chào anh. Chào anh, nên cố định điện thoại đi, rồi em mình cho đổi nào. Rồi. Anh bây giờ sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về mấy người họ và tên ngày em học sinh, công việc hiện tại là lớn rồi. Tại nào, đầu năm. Rồi. Rồi. Họ và tên là Đào Văn Thọ. Đào Văn Thọ. Rồi. Bệnh rồi. Sinh năm 7 tháng 3 năm 91. Rồi. Anh ở đâu? Ờ, quê quán ở Nghệ An. Thì hiện tại chương trình chỉ nhận đơn đăng ký của những người đồng ý tham gia chương trình là mình có thể tham gia ghi hình được ở phim trường 17 Hồ Chí Minh. Em đó là mình cứ thị ấy. Em á, thì chỉ gửi em qua cái tin nhắn luôn nha. Ờ, kinh doanh cơ khí. Dạ. Ừ, thì chị còn nhắn một cái tin nhắn cho em. Ờ, quê quán ở Nghệ An. Và bây giờ như là số điện thoại của chị là địa chỉ nghề nghiệp. Dạ, đúng rồi, em chưa đang qua Nghệ An. Con gia đình chuyển ở Đắk Lắk, ở Đắk Nông quý ạ. Tại vì hiện tại chương trình có buổi phỏng vấn cho nên công tác là công tác vài tháng hay làm cho ở Nghệ An làm luôn đó. Ờ, mình chỉ có công tác vài tháng cho đây này bao ở Đắk Nông. Ở Đắk Nông. Dạ. Ok, nào. Chị gửi tin nhắn số điện thoại của chị nhắn tin rồi gửi qua số điện thoại. Ở điểm mạnh của em là thể thao. Dạ rồi, cảm ơn chị ạ. Dạ. Anh sao có điện thoại và tên cũng như là số điện thoại địa chỉ và công việc của chị hiện tại nha. Alo alo. À không nghe được gì anh không? Là mình có dự định ở luôn không, hay là mình chỉ đến đi du lịch rồi mình quay trở lại nữa? Mình đang bị mất tiếng á bạn Nam ơi, bạn Nam nghe rõ không? À. Anh nghe rõ không ấy? Rồi bây giờ nghe được rồi, được rồi.
Anh chơi bộ môn thể thao gì anh? À, bóng chuyền, rồi bóng đá, bóng ban. Quá dễ rồi. À, anh có điểm yếu hay là tật xấu gì không? Điểm yếu của em là... Chị gửi hai địa chỉ giùm em luôn nha. Nhiều lúc hay quên. Nhiều lúc hay quên. Quên hay luôn. Dạ. Mình hơi bị lảng cái tái á, lảng tái một chút xíu. Dạ, chị có dự định ở luôn ở Sài Gòn không chị? Nếu có thì mình cứ ghi cho hai cho em nha. Từ khi phỏng vấn thì mình trao đổi kỹ hơn nha chị. À, kìa, trước anh họ trải qua mình mối tình rồi. À, ngay trước em 20 tình ấy nhỉ? Dạ, hiện tại phim trường ở quận 7 Kể ra chia sẻ đi em, chị có ghi cái thông tin em ghi trước chị em nha. Khi nào mà mình phỏng vấn thành công mình mới ghi tên chị. Còn nếu không thì sẽ phải hỏi lại cho chị thông tin cụ thể sau nha. Em quen người đó là người đó lớn tuổi hơn 6 hơn 1 năm thì không hợp nhau để chia tay. Dạ, không mất chi phí gì hết ạ. Không hợp tính lại, không hợp bản nhận nào. Dạ, nhất là không hợp từ trong cách cuộc sống chưa. Dạ, thì chị người cũng gửi thông tin với em là lần 3 tuổi á. Người đăng ký lớn tuổi đó chị. Rồi. Dạ, vâng ạ. Công việc, tính cách, vì lý cuộc sống có tiếng nói chung. Dạ, tùy em chia tay. Còn cái mối tình tiếp theo ạ? Còn tiếp theo là em quen cô gái đó lấy người bên Trảo ấy nhỉ? Người bên Trảo đó, người bên Trảo đó là tụi em cuộc sống với cái lối sống nó hai bên nó khác biệt nhau quá. Người Trảo là đạo không giải phụ. Bên Trảo quay qua là 926.000 ạ. Rồi, ok. Dạ. Thế là cái mối tình này là duy trì trong khoảng bao nhiêu lâu? Ôi, dài quá. Thứ hai cũng được Alo? Không. Đúng là khi mối tình thì... Đó, khá hả? Dạ. Hiểu kìa. Dạ, ok. Thế vậy thì bây giờ đến với chương trình á, thì anh tìm hiểu, anh muốn tìm kiếm những mẫu người bạn như thế nào? Dạ. Nhất là em cũng... Trời ơi, anh Dịch mà thiếu 5.000. Cũng là một người tất cả có nó khi bị Việt Nam một chút xíu cái lời là nhanh nhẹn được đọc công việc 20 kìa tại vì em 26 926 kiểu là kinh doanh á. Ok. Dạ. Yeah. Người đó ở Đắk Nông thì càng tốt. Đắk Nông hoặc Đắk Lắk hoặc là Bình Phước. Rồi. Dạ em nhận đủ rồi nha. Bây giờ người đó ở Nghệ An luôn hả? Không em thì thế là làm đấy mà em về đi mua đồ đi. Làm xong công việc từ đấy thì em phải chuyển vào. Ủa hai tên công ty không em tới đó luôn. Đất Nông mà nhất là một cái một người bất tài thuộc về ở Đất Nông hoặc là những tỉnh lân cận đó Đắk Lắk hoặc là Bình Phước gì đấy. Nhưng mà bây giờ trước mắt là mình sẽ hẹn hò nhau ở Nghệ An này, cái cô gái đấy ở Nghệ An. Thế xong sau này mình tiếp tục hay như thế nào, có một cái sự thay đổi ấy. Mình là tiến có cái tiến trình, có cái quá trình rồi ấy, thì mình sẽ cùng nhau tính toán lại ấy. Đó. Rồi. Thế em, vâng, thế còn về ngoại hình của bạn nữ này, xong rồi về công việc của bạn nữ, thì anh có những cái gì mà anh muốn yêu cầu về bạn nữ, mong người bạn nữ của anh thì anh cứ chia sẻ. À, thì em thích một người phần đo tầm độ cao trên 1m58 trở lên. Rồi. Còn công việc thì nếu có công việc ổn định thì nó tốt hơn, mà tính cách thì nhanh nhẹn á, em thích nhanh nhẹn hoạt bát trong cái lối sống là được. Còn công việc thì mình không thuộc một bắt buộc vào công việc của họ nhưng mà chương trình là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nếu mà anh được chọn ấy, thì anh có sẵn sàng bay vào đây để tham gia cùng với chương trình không? Dạ được anh. Sẽ cùng mình. Ok. Rồi. Ủa mày nói rồi. Ok. Còn anh có tài lẻ gì không nhỏ? Dạ. Như ca hát, ca hát này kia, sân bóng, thể thao vài điệu. Dạ. Thì em kiểu cá hát thì cũng biết sẽ tới nhỉ? Ừ, sao sao?
như là để hồi hòa. Rồi ok, hát thì hát sơ sơ, hát một đoạn được đúng không? Vô tư. Chơi tầng bóng đi, cho nó máu. Dạ. Rồi ok, cảm ơn anh. Thì ngày hôm nay thì chương trình cũng phỏng vấn anh một số những cái thông tin cơ bản trước. Với lại khi nào mà tìm được cái mẫu người phù hợp với anh nhé, thì biên tập sẽ có một người liên hệ làm nội dung ký với anh nhé. Dạ. Xong rồi sẽ hẹn lịch để mà anh May vào đây cùng tham gia với chương trình nhé. Anh. Dạ vâng. Anh ấy. Đây đây dạ. À, sao? Anh cổ gắng chắc như tôi tính cổ gắng chắc chịp cho em từ bên tám kìa. Người một người làm gì? Dạ. Em trong đúng không? Ở Đắk Lắk đúng không? Dạ, người ở Đắk Nông hay là Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng gì đó. Cho nó gần gũi. Dạ ok ạ. Rồi nhớ. Người chưa có được không, không, không. Kinh tròn đi. Trong cái thời gian thường lộng ấy hết. Rồi sau cái buổi cast này thì là dạ, sẽ có tin là em có được chọn hay không nha. Cho nên là buổi cast ngày hôm nay mình xong rồi đó em. Cái gì chương trình sẽ thông báo lại cho em biết kết quả nha. Ờ dạ. Rồi ok, chào em phát ra cuộc gọi được rồi đó. Dạ, chào chị. Thế ai vậy? Đào Văn Thọ rồi nè, tới ai? Gì? Đào Văn Thọ rồi. Trần Đức Phước rồi không hả? Trần Đức Phước. Ông mới nãy mà. Trần Đức Phước rồi đúng không? Ừ, chắc vậy á. Nè, đuổi bạn ơi, mình tập trung đi. Vũ 2 tiếng. Đại Văn Thọ là ông này đúng không? Ông để Đào Văn Thọ, ừ đúng rồi. Trời ơi, tập trung nha, tôi muốn tập. Tên gì? Tên gì tiếp? Vũ Hải Tiến. Vũ Hải Tiến rồi Trịnh Duy Tuyên. Dạ lô, em chào anh Tiến nha. Dạ, thì bữa nay sẽ có biên tập phỏng vấn mình, biên tập bữa nay sẽ có biên tập là chị Tuyết Nhung, chị Hải Ngân, anh Hoàng Hiệp và chị Thanh Trúc phỏng vấn mình nha. Dạ mời mấy anh chị ạ. Rồi, chào anh Tiến ạ.